Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra thì có một anh có viết comment như thế này: chào anh cho hỏi một ngày đêm em dùng hết 3,5 kW, em có 3 tấm pin 200W, em cần bao nhiêu AH thì đủ ạ? Chúc anh và gia đình mạnh khỏe ạ. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều nha, chúc anh và gia đình sức khỏe ạ. Rồi như thế này anh ạ, đối với 3,5 kW điện là cái mức điện anh sử dụng phải không? Nhưng ở đây thì anh có 3 tấm 200W, 600W pin thì với số điện này thì nó không đủ anh ạ. Với cái số 3,5 kW này nó rơi vào tầm khoảng 1000W pin nha anh. Đó, 1000W pin thì anh tham khảo pin hệ 24V nha. Đó, với AH ắc quy á, nếu mà ngày và đêm 3,5 kW chia ra 50-50 là tất nhiên là ban ngày thì tầm 1,8 kg, tại ban đêm 1,8 kg, đối với ắc quy hệ 24V á, thì tầm tầm khoảng 150 AH nha. Đó, 150 AH ắc quy hệ 24 thì sẽ đủ với số điện của anh sử dụng ban đêm, mà tầm tầm là 50-50 vừa ban ngày vừa ban đêm nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Đó, với số điện 3,5 kg này thì rơi vào tầm khoảng 1000W pin nha anh, chứ 600W thì không đủ đâu. Đó thì anh có thể là tham khảo hệ 24V với 150 AH ắc quy là đủ nha. Còn nếu mà hệ 12V á thì tầm khoảng 300 AH ắc quy cái hệ lưu trữ thì mới đủ phục vụ ban đêm của anh, là tầm tầm khoảng 1,8 kW điện ban đêm, và ban ngày cũng khoảng 1,8 kW. Rồi xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, thì anh có viết như thế này: khoảng 20 củ có một hệ thống có pin lưu trữ dùng được bếp điện không bác, cảm ơn bác. Đó thì qua cái nội dung của anh hỏi thì bây giờ như thế này, thật ra mà nói tôi không có kinh doanh bên cái sản phẩm này, nhưng mà tôi cũng lên trên các shop bán trên các trang mạng chẳng hạn như Shopee ha, để tham khảo và chia sẻ cùng anh những cái bộ điện năng lượng mặt trời hệ độc lập mà tầm tầm khoảng 20 triệu đổ lại đó, và những cái con biến tần nào và những cái pin nào nó phù hợp, nó nằm trong cái giá này, nhưng mà nó phải sử dụng được cái bếp điện, không những cái bếp điện mà sử dụng cho tất cả các thiết bị điện trong gia đình, chẳng hạn như tủ lạnh, tivi, quạt máy, bơm nước, nấu cơm, bếp hồng ngoại, bếp điện, vân vân và vân vân ha. Đun ấm, đun siêu tóc có công suất tầm tầm trên dưới 1500W hoặc là 2000W đó. Rồi bây giờ không dài dòng nữa, để chia sẻ cùng anh những vài sản phẩm thông tin về những cái con biến tần và những cái pin hay là những cái tấm thu năng lượng mặt trời nha. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là nó phải lọt với cái khung là 20 triệu đổ lại. Rồi, từ màn hình điện thoại di động sẽ lên ứng dụng Shopee nha. Đó, rồi bây giờ như thế này, để tôi bấm vào những cái phần những cái sản phẩm mà tôi hay chọn lựa ra để khi mà sẵn anh em hỏi đến thì tôi thuận tiện để dễ tìm kiếm và chia sẻ ha. Bây giờ đối với 20 triệu mà anh cần có chẳng hạn như sử dụng được bếp từ này, bếp điện ha. Đó, cái những thiết bị điện này thì đối với cái công suất rất là lớn. Đó, công suất rất là lớn nhưng mà thời gian mình sử dụng nó ngắn, tầm tầm khoảng chừng 15 đến 30 phút thì mình có thể là đun sôi, chẳng hạn nấu nước, nấu cơm, kho cá, nấu canh, vân vân và vân vân ha. Đó, thì cái bếp điện nó cũng sức khoảng trên dưới 2000W. Thì bây giờ xem với cái tầm tiền này thì chắc hệ 24V nha, hệ 24V chứ lên hệ 48V thì nó hơi cao. Đó, bây giờ để cho anh tham khảo, đây là một cái con biến tần ha, bộ đổi điện tần số cao ha, 3kVA 24V, có sạc ắc quy 30A là sạc pin lưới nha, còn tích hợp sạc BKM50A. Đó, cái con này tích hợp sạc BKM sử dụng hệ 24V. Đây, giá cả anh cũng thấy luôn nha, 4.250.000. Thì đây là cái shop ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, với cái lượt bán thì 67 sản phẩm rồi, đó, đánh giá đều 5 sao. Đó, thì đối với những cái con biến tần 3 trong một hệ 24V này với cái giá cả như thế này thì nó rất là hợp lý. Cái con này nó có cái rất là hay là nó chạy trực tiếp từ cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đó, nhưng mà nó phải có cái ắc quy nha, nó có ắc quy để nó con này nó hoạt động mới được. Nó hay ho ở chỗ cái con này. Đó, ban ngày mình sử dụng trực tiếp từ cái nguồn pin năng lượng mặt trời đó.
À, và tích hợp sạc pin lưới là 30A ha. Nó 3 trong 1 và vừa kích điện, vừa tích hợp sạc lưới, vừa tích hợp sạc pin năng lượng mặt trời 50A hệ 24V thì điều khiển được 1200W pin đó. Những cái con này thì pin mình đấu nối á, là mình đấu nối song song, là những cái tấm pin nó có cái điện áp 36V là sạc hệ 24V ok ha. Rồi thì bây giờ cái con này với giá cả như thế này nha. Đó, anh nhớ nhớ nha, 4.250.000. Rồi bây giờ tìm đến tầm 20 triệu mà với dòng xả cao chỉ có cái thằng pin thôi. Bây giờ tìm hiểu bên kia pin đi, pin Li-B4 ha. Nếu mà hệ 24V thì tầm khoảng 100Ah. 100Ah cái pin Li-B4 á, luôn mạch sạc xả, tôi thấy ở trên cái shop Sumin Solar ở Nghệ An đó anh. Hình như là ráp sẵn một cái gì á, một một khối pin á, khoảng 100Ah á, luôn tầm khoảng 2,5 kW điện á, với giá hình như là trên dưới 9 triệu đó ha. Trên dưới 9 triệu cho cái khối pin đó. Rồi. Bây giờ xem nha, để tìm cái shop Sumin Solar thì hình như là không có đăng cái pin trên đây. Bây giờ tôi sẽ xem qua cái shop khác. Đó, cái pin Li-B4 người ta ghép sẵn có mạch sạc xả luôn như thế này ha, kim mạch cân bằng ha. Thì ở đây nó có cái dung lượng người ta có nêu ra là 12V 100Ah, 12V 200Ah, 24V 100Ah, 24V 200Ah. Đó, người ta đóng sẵn như thế này, người ta bán luôn. Đó, pin lưu trữ Li-B4 á, 12 24 nè, 100 đến 200Ah nè. Đó. Cái mạch daily nè ha. À, mạch daily, cái mạch daily là mạch sạc xả 100A, còn cái này mạch là mạch mạch cân bằng á, mạch cân bằng là 5,5A là tích tất nhiên á, đây nè. Cái mạch này mạch daily nè ha, mạch sạc xả ở trên này anh thấy nè, đó mạch sạc xả màu đỏ đỏ ha, còn cái mạch nhỏ nhỏ bên hông nè, mạch này mạch cân bằng để nó cân bằng các cái cell pin với nhau, với cái dòng cân bằng là 5,5A là cũng ok rồi, tương đối rồi. Rồi bây giờ á, cái giá dao động nó từ 5,2 đến 18.500.000 đó. Tất nhiên á, là cái giá 5,2 triệu là giá rẻ nhất cho cái khối pin, chắc có lẽ là 12V 100Ah nè. Và với cái giá cao nhất là tầm khoảng 18.500.000 cho khối pin là 24V 200Ah nè. Đó, bây giờ muốn biết được cái giá cái khối pin mà 24V 100Ah thì có cách để tôi bấm vào ha. Bấm vào mua sản phẩm này, nó hiển thị lên cái mình lựa chọn. Lựa chọn là mình sẽ biết giá ngay. Đây, bây giờ lựa chọn thử cái khối pin 24V 100Ah. Rồi, ok, thì nó hiển thị lên cái giá ở đây. Đó ha, tôi lựa chọn 24V 100Ah đó, thì nó hiển thị lên cái giá là 9.700.000. Đó, cho nó 10 triệu rồi ha. Rồi, bây giờ như thế này nha. À, ví dụ như anh sử dụng cái khối pin này nó có dòng sạc hay dòng xạ rất là lớn. Đối với mình gia đình mình sử dụng mà chẳng hạn mình nấu nước nè, nấu cơm nè, sử dụng bếp điện nè, rồi bơm nước nè, nói chung có sử dụng các thiết bị tải lớn tầm trên dưới khoảng 2000W thì nên sử dụng cây pin này. À, dùng được ít thôi, nếu mà cao nữa thì cái tiền của mình nó vượt quá xa. Đó, tính làm sao nó vừa trong cái khung là 20 triệu. Đó. Rồi bây giờ như thế này, giá này á, bây giờ giá này cho nó 10 triệu đi, cái kia cái con biến từng hồi nãy ra 4.250.000 phải không? 4.2 với 9.7 là cho 10 cái 15 triệu rồi. Vậy là 15 triệu, còn 5 triệu nữa, bây giờ 5 triệu nữa, bây giờ tham khảo tới cái pin năng lượng mặt trời. Đó. Thì đây cái khối pin nè, cái shop thì ở Hà Nội nha. Đó gì solar gì Bách Hạnh hay gì nè, đó tôi không rành cho lắm. Thì anh em lưu ý nha, chỉ giới thiệu cho anh em tham khảo qua thôi, chứ tôi không có giới thiệu sản phẩm cho các shop nha. Đó, nếu mà anh em đã hiểu biết về bên cái điện năng lượng này rồi thì cũng có thể là lên trên các trang mạng, chẳng hạn Shopee hoặc Lazada, hoặc là các trang mạng buôn bán online. Bây giờ hình như là buôn bán online không à, chứ không có buôn bán trực tiếp. Những cái sản phẩm này ở địa phương á, ở các tỉnh á, khó lắm, khó tìm kiếm. Tập trung những thành phố lớn chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng rồi Hà Nội đồ, Nghệ An đồ á, nhiều lắm. Chứ còn nói mà ở các tỉnh là ngày địa phương khác, hình như tìm những sản phẩm này khó. Nên đại đa số những anh em mà mua pin năng lượng mặt trời hình như là lên trên các trang mạng mua không à. Ít có khi nào mà nói ra chợ huyện hoặc ra chợ tỉnh hay ra chợ xã để mua những sản phẩm này về, là không bao giờ là có, ít lắm. Những sản phẩm này rất là bán buôn bán á, tập trung ở những tỉnh thành lớn đó. Đại đa số là ở Hà Nội thì giá cả nó mềm mềm hơn thành phố Hồ Chí Minh một tí đó. Rồi thì đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời 300W mono ha. Đó thì cái shop này chưa có bán được nào, nhưng mà cái shop này ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó thì anh cũng có thể là lựa hai tấm pin như thế này. Đó, 600W pin. Đó, 600W pin thì đối với 2.8 triệu một tấm. 2.8 triệu thì hai tấm nó 5 triệu mấy nhỉ? 5.6 triệu đúng không?
5 triệu 6 với kia hồi nãy là 10 cái 14 triệu rồi. Đó, cho cái này nó 6 triệu kia 14 triệu thì nó vừa tròn 20 triệu. Đó thì anh cũng có là một bộ điện độc lập để sử dụng cho tất cả các thiết bị điện trong gia đình, có cái công suất xả tải rất là lớn đó. Tại vì với cái con Invict con 3 trong 1 hồi nãy là cái con 2 ký 4 thì có cái công suất tải á là 2.400 Wh đổ lại ha. Đối với cái pin mà pin Li-Li P4 á, với cái dòng xả rất là cao, không phải như là cái ắc quy đâu, có ắc quy cái dòng xả rất là thấp. Nếu mà sử dụng bên ắc quy đầu tư thật là nhiều đó, nhiều thành ra nếu mà đầu tư bên ắc quy á, nó đội giá tiền lên giá thành rất là cao, tại vì ắc quy nó nhiều á, nó gấp đôi gấp ba gấp bốn lần so với cái dung lượng của pin á, nó mới có cái dòng xả rất là lớn để mình sử dụng, chẳng hạn như là ấm đun siêu tốc hoặc là cái bếp điện đó anh. Đó, cái bếp điện thì nó có công suất khoảng tầm tầm trên dưới 2.000 Wh, chỉ có cái pin Li-Li4 mới có dòng xả như cao vậy thôi. Chứ còn đối với ắc quy á, mình xả vậy thì sớm muộn gì ắc quy nó mau hư lắm. Nên cái trường hợp cái bộ điện này mình phải lựa chọn cái pin nha. Rồi, thì với cái những cái bộ điện này thì theo tôi thấy á, với cái pin năng lượng mặt trời này á, thì anh cũng có thể là lựa chọn những cái tấm pin 300W này, hai tấm thôi, về mình câu song song lại. Đó, câu song song lại để sử dụng cái con 3 trong 1 và cái khối pin đó thì là ok rồi, không còn gì phải bàn cãi. Đây một bộ điện cũng rất là xịn sò ha, bộ điện 2,5 kW ha, với 600 W pin năng lượng mặt trời và công biến tận 3 trong 1 hệ 4V, và cái khối pin đó Li-Bio 4 100Ah đó. Thì những cái sản phẩm này tôi xin chia sẻ cùng anh tham khảo thôi. Có những cái shop bán những cái tấm pin này giá cả nó cũng có thể là mềm hơn, nó có dao động tùy theo shop ha. Đó, nhưng mà đại khái thì tôi xin chia sẻ những cái thông tin và những hình ảnh để cho anh có cái sự mà lựa chọn cho nó phù hợp. Đối với tầm tầm như bộ điện 2,5 kW để anh sử dụng được, chẳng hạn như là cái bếp điện đó ha, bếp điện nó có công suất lớn nha. Đó, thì anh phải nên tham khảo cái thằng pin nha, pin Li-4 nha, nó mới có dòng xả cao, lưu ý cái chỗ đó nha. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì những cái con mà như tôi vừa chia sẻ hồi nãy á, cái con 3 trong 1 ha, cái con 3 trong 1 hệ 24V đó. Đó, nó rất là thuận tiện và cái giá cả nó cũng mềm. Đó. Đó, với nếu mà cái con những cái con mà Segatech á, thì cái dây tích hợp sạc BKM thì giá nó cao quá, nó không có phù hợp rồi. Chỉ có cái con này á, thì nó mới phù hợp thôi. Đây. Thì anh tham khảo cái con này nha. Đó, cái con này là công suất thượng nó là 2.400W nè, 3 kVA. Đó. Con này giá cả nó mềm ha. Đó, bộ đồ điện 3 trong 1 tích hợp rồi. Rồi và một cái khối pin và hai và tầm khoảng 600W pin, 600W pin á, thì anh lựa chọn tấm pin 300W hai tấm nha. Đó, về câu song song sử dụng cái con này là rất là ok ha. Đó, ha, hoặc là anh cũng có thể lựa chọn những cái tấm pin mà 200W loại áp cao nha, về đấu song song lại. Nếu mà tấm pin 200W áp cao thì tầm 3 tấm hoặc 4 tấm cũng được, 3 tấm. Đó, tấm pin 200W cao thì tôi thấy các shop bán thì giá cả nó dao động vào tầm tầm từ 1 triệu 6 đến 2 triệu đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Với cái bộ điện tầm tầm là 20 triệu đổ lại với cái con 3 trong 1 như thế này và một cái khối pin Li-Bio 4 ha, và 600W pin năng lượng mặt trời, thì anh cũng có thể là lựa hai tấm, mỗi một tấm có công suất là 300W, về đấu song song lại ha. Đó, sử dụng một khối pin và công biến tầng với hai cái tấm pin là tôi thấy là một bộ điện rất là ok, rất là xịn sò, trong xả tải rất là cao đó. Rồi như vậy nha anh. Đó, có thiếu sót gì thì anh cũng có thể là bổ sung thêm bằng cách viết comment với phần bình luận của video này ha, hoặc là anh muốn tìm kiếm sản phẩm tìm không ra thì có thể là viết comment với phần bình luận video này, thì tôi có thể là chia sẻ cái đường link cho anh, tôi sao chép cái đường link của sản phẩm này tôi gửi cho anh, thì anh có thể là nhấp vào cái đường link đó anh tham khảo sản phẩm, và anh muốn mua thì anh phải chat trực tiếp đến cái shop đó đó ha. Nếu mà anh hiểu về điện năng lượng mặt trời thì mua về mình lắp cái nó cũng rất là đơn giản. Nếu anh em đã hiểu rồi á, những cái thiết bị này á nó rất là đơn giản, tại vì á, trên tất cả các thiết bị người ta đã có cái tờ sách hướng dẫn sử dụng, cái thứ nhất, cái thứ hai nó có những cái mũi tên hoặc là hình minh họa trên cái sản phẩm hướng dẫn cho mình đấu nối một cách rõ ràng, âm dương đâu đó cộng ra cộng trừ ra trừ, nó rất là dễ kết nối. Có sợ nhất là anh em mà đã chưa hiểu chưa biết thì anh em hay lo lắng băn khoăn đó, còn nếu anh em đã hiểu rồi thì nó không có cái vấn đề gì là trở ngại đối với anh em đã hiểu hết ha. Rồi xin cảm ơn anh rất nhiều nha.
Rồi cái video của tôi đến đây thì cũng xin tạm dừng, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha.